lộ sự thật về việc bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 khóa 15. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phú Quý Tử Vi. Sau khi liên tiếp hai vị trí trong tứ trụ là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức vụ của mình, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến việc khi nào sẽ có người thay thế. Thực tế, một quốc gia không thể thiếu lãnh đạo quá lâu và bộ máy nhà nước không thể hoạt động trơn tru và hiệu quả nếu thiếu đi những người đứng đầu quá lâu. Vì vậy, việc nhanh chóng tìm ra nhân tố mới là điều cần phải được chú trọng nhất lúc này. Sau kỳ họp bất thường lần thứ 7 diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua với nội dung xoay quanh công tác nhân sự, nhiều người dự đoán rằng trong kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5 sắp tới. Bên cạnh những nội dung liên quan đến sửa đổi luật, Quốc hội rất có thể sẽ bầu ra các chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới theo quy định. Liệu rằng những thông tin này có chính xác hay không? Thời điểm nào Quốc hội sẽ công bố các chức danh này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo luật tổ chức Quốc hội, theo thường lệ mỗi năm Quốc hội sẽ họp 2 kỳ. Trong trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu, Quốc hội sẽ họp bất thường. Như vậy, có thể thấy kỳ họp bất thường của Quốc hội có thể được tổ chức khi có yêu cầu của một trong các cá nhân hoặc nhóm đại biểu sau. 1. Chủ tịch nước. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Thủ tướng Chính phủ. 4. Ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội. Tính đến trước khi miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đã có 6 kỳ họp bất thường diễn ra, 2 kỳ vào năm 2022, 2 kỳ vào năm 2023 và 2 kỳ vào đầu năm 2024. Sáng ngày 26 tháng 3, tại Tòa nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa 15, để thảo luận một số nội dung chương trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể là xem xét cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ai cũng nghĩ rằng lá đơn xin từ chức này sẽ được giải quyết tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp bách của Bộ Chính trị về việc nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhân sự, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước, sớm ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội cũng như đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo của các cơ quan trung ương, một kỳ họp bất thường đã diễn ra ngay trong chiều ngày 10 tháng 5 năm 2024. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành văn bản 3561 về thông cáo báo chí dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15. Theo thông cáo báo chí của Tổng thư ký Quốc hội, căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào buổi chiều ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Tòa nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Tòa nhà Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6 với lịch họp như sau. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6. Đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã xem xét và giải quyết các vấn đề nhân sự quan trọng. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các tờ trình và ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận và bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đồng thời, Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang. Như vậy, Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 20 tháng 5 sắp tới, Quốc hội có bầu ra Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới hay không? Trước đó, theo thông báo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội dự kiến kỳ họp thứ 7 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tiến độ một số dự án luật, bổ sung 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo phương án đề xuất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các tờ trình và phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận và bỏ phiếu kín thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đồng thời, Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ. Ngoài ra, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là liệu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 20 tháng 5 sắp tới, Quốc hội có bầu ra Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội mới hay không? Trước đó, theo thông báo của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, kỳ họp thứ 7 dự kiến có những nội dung chính sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh tiến độ một số dự án luật. Cụ thể, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được điều chỉnh từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị bổ sung trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 đối với các dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luật phòng chống mua bán người, sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi và luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, sửa đổi. Các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đại biểu Quốc hội theo đúng quy định nhằm đảm bảo kỳ họp thứ 7 đạt kết quả tốt. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Quốc hội. Với tình hình hiện tại khi bộ máy đang khuyết 2 vị trí trong tứ trụ, công tác nhân sự hoàn toàn có thể xem xét bổ sung thêm vào kỳ họp thứ 7 tới đây của Quốc hội. Căn cứ Điều 87 Hiến pháp năm 2013 quy định về việc bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội như sau: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra những người thay thế. Trình tự bầu Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử chức danh Chủ tịch nước. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Chủ tịch nước tuyên thệ. Trình tự bầu Chủ tịch Quốc hội tương tự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Ngoài danh sách do Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử vào danh sách Chủ tịch Quốc hội. Người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khóa trước có thể họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, trình Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu hoặc tự ứng cử. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ. Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trong trường hợp cần thiết, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự quy định. Như vậy, ngoài trường hợp Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, thì trong kỳ họp Quốc hội hoặc kỳ họp bất thường vẫn có thể bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội mới khi khuyết các vị trí này. Do đó, tại kỳ họp lần thứ 7 tới đây, Quốc hội khóa 15 hoàn toàn có thể bầu ra Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội mới. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy công tác cán bộ, công tác nhân sự luôn được Đảng xác định là khâu then chốt, là vấn đề mà nhân dân và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ mục đích cao cả của công tác cán bộ là xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề, lãnh đạo hoàn thành sứ mệnh lịch sử và nhiệm vụ chính trị của mình. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thật đau lòng khi có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của nhà nước buộc phải xin từ chức, thôi giữ các chức vụ quan trọng hoặc bị Quốc hội miễn nhiệm. Điều này phần nào khiến cho niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bị suy giảm, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, các thành phần chống phá xuyên tạc, bôi nhọ bộ máy Đảng và nhà nước. Những thông tin mà chúng đưa ra là vô căn cứ, phi lý và hoàn toàn đi ngược sự thật. Mục đích của chúng là làm loạn dư luận, kích động. Đừng tiếc like và comment khi xem video.